tên Mai thì để ở Hậu Giang. Hôm nay tôi 60, sống ngày ngày leo cây, hồi 17 tuổi tới giờ. Cô đệ có biết ngày 20 tháng 10 là ngày gì không? Ai biết đâu, dốt cái không biết chữ có mấy chú anh nói đi. Ngày 20 tháng 10 là ngày phụ nữ Việt Nam, có nghe nói chưa? Nghe nói vậy chứ mình không gần lắm. Cô đệ có mong tặng một món quà nào ngay ngày phụ nữ không? Mong chứ mà ngặt có ai đâu mà cho. Mong là mong muốn tặng gì, kể con nghe thử. Tặng hả? Quà quà này quà kia gì đó. Ước được tặng bó quà thôi. Chứ không có tặng gì, tiền bạc gì nữa. Bó quà là quý. Sáng có gấp lắm hen, 7 giờ đi. Sáng chưa ăn uống gì chăng á. Đi đưa đem dây, dao, mát, rồi cái chai xịt mũi. Xịt mũi đặng mình xịt ong, bình nước, đặng mà uống dưỡng thần. Trong vườn, trong sượt gì cũng đi. Cũng như mọi ngày, hôm nay bà để đi hái dừa cho một mối quen. Vườn dừa khắp Hậu Giang này, bà thuộc vị trí nằm lòng từ khi cây chỉ mới ngang tầm mắt. Ở miền Tây thì nghề trèo cây hái trái không phải là chuyện lạ. Thế nhưng một người phụ nữ đã 60 tuổi nhưng mưu sinh bằng nghề đánh đu trên những ngọn dừa thì quả là chuyện hiếm. Và trong hôm nay thì tôi sẽ dành một ngày để đi theo cô để, hy vọng rằng sẽ giúp quý khán giả hiểu hơn về góc khuất của nghề này. Rồi, hồi cô trèo con dưới con gị dây nha. Bữa nay đi theo phụ bẻ dừa luôn. Sẵn tay vào việc, cũng là lúc mưa bắt đầu rớt hột. Người phụ nữ nhanh như sóc vì sợ mưa càng lớn cây càng trơn, lại lỡ dịp kiếm tiền. Trong trên luôn. Dừa thấy vậy chứ nguy hiểm đó không dễ ăn đâu. Ông ẩu mà nó rớt luôn á. Cẩn thận cô ơi, mưa trơn quá. Có gì đâu, lên đây sợ gì. Lên trên nạn hơn. Cái yếm dừa đó vòng vòng vậy nè, gặp cái hệt. Rồi cái mình ăn cao, vặt mình ăn chặt, chấm để đừng cho chuột ăn. Cho nó có trái, là người ta bẻ, chưa bẻ hoài. Dừa rửa sạch, dừa hai trái. Mỗi cây bà được trả công từ 30 đến 40 ngàn đồng, tùy cây cao hay thấp. Dạ nghe, cái dừa nó rớt, bất tử ngồi gấp gấp. Con buông này ra, con nắm này nè. Dạ, 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 để con hạ xuống từ từ. Rồi. Dạ, rồi, 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 con buông ra đi. Cứ mỗi buồng dừa chạm đất là một lần bà đánh đu cùng số phận. Dẫu biết nghề nào cũng là nghề chính đáng, nhưng có lẽ nghề bám víu thân cây, gồng mình gánh trái đang quá chênh vênh so với cái tuổi 60 của bà. Cô ơi, theo nghề mấy chục năm vậy thì có những cái nguy hiểm nào mình thường gặp hả cô? Có, bị ông đánh, kiến vàng cắn, ông chích, ông dễ ha. Nó đánh cái mình không thấy, nó chặt chặt vậy đó, nó bay ra hai ba con tuột xuống đất được hài dịch. Theo ông đánh với kiến nẻ nó nẻ với kiến dạng cắn. Quá trời cái nè. Nó cắn. Cá trăm dít à. Nhiều lắm nè, nè tay chân nè, nè. Nó mái cái chặt là vừa nè. Cái nó ve qua vậy nè. Cái giật tưng 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 nè. Rồi tụt xuống cũng đâu nằm nhà thương đâu, cũng mấy ngày. Từ nhỏ lớn không chích được một mũi thuốc nữa. Sợ vậy lắm. Là chỉ duy nhất một cái lần mà trèo dừa bị điện giật đó là phải vô bệnh viện thôi. Chất giả quá chừng vậy thì cô tính chừng nào mới đổi nghề? Không có đổi, chừng nào thì xuống đất chết thôi. Chứ cái nghề này nó bền hơn. 15 tuổi đi giữ em cho người ta ở ngoài chợ với Thanh. Dỗ tối ngày ở nín em nín đi nín đi. Giữ ngàn người ta nói mày giữ có đứa con nít à. Mày giữ không nín nó dỗ nín nữa. Mình dỗ cũng chết. Nó không chịu, nó đòi mẹ nó ẩm. Giặt đồ bị ta chê, rửa chén bị ta nói nhức nhợt à, không sạch, người ta nói vậy đó. Mà về mình buồn hả? Về buồn trời, tức quá, không học trèo dừa. Nỗi tự ái của con nhà nghèo qua cách ứng xử tệ của người giàu khiến bà tự hứa không bao giờ bỏ nghề. Cũng biết nắng mưa là chuyện của trời, nhưng bà chỉ mong ngày nắng, bởi mưa dầm là cả nhà thiếu một bữa no. Hôm nay trèo được 2 cây dừa, hàng xóm trả 50 ngàn đồng. Bà mua 20 ngàn đồng tép, thêm 1 lít gạo 13 ngàn. Còn mười mấy ngàn để dành, phòng ngày gió mưa bệnh tật. Tất tả về hái thêm mớ rau sau vườn, nấu cho cả nhà một bữa cơm ngon. Đời người có 60 năm,
bà đã sống hết một đời bươn chải. Phải chăng vì trong căn nhà này vẫn còn người chồng và đứa con trai còn yếu ớt hơn cái tuổi 60 của bà. Anh Phúc dù đã tuổi 30 vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ. Mỗi ngày thì anh Phúc có đi làm kiếm tiền phụ mẹ không? Có. Có áo mua. Để mua áo? Ừ, mua áo. Rồi làm gì nữa? Có đưa tiền cho mẹ không? Có. Đưa mẹ bao nhiêu? 20.000. Sự thật, anh Phúc cũng có làm thuê. Nhưng ai kêu gì làm đó, ai trả nhiêu thì trả. Đó chính là nỗi lo không tên, buộc người mẹ không cho phép mình ngơi nghỉ dù chỉ một ngày. Gắng để đặng mà gương mẫu lên, đặng mà vui vẻ bản thân mình mà. Chứ buồn, u sầu, viết vừa kiểu leo không nổi mà cái chân nó cũng gời, nó lo nó buồn. Mình đừng có buồn bỏ hết, vui vẻ nắm một cây dừa. Đặng mà vui vẻ nắm cây dừa, đặng mà mình cười vui vẻ, đặng mình hấn khởi lên, đặng mà leo dừa. Chịu cực chịu khổ vì con. Mình sanh con ra rồi bây giờ mình hy sinh đặng cho con mình nó ăn, con đặng cuộc sống của con cho nó thảnh thơi hơn, mình sao cũng được. Sau cơn mưa, trời bắt đầu hãnh nắng, bà lại quẩy giỏ tiếp tục con đường mưu sinh. Bà nói dép cũ có thể thay mới, riêng bổn phận với chồng con đâu ai gánh thay mình.